Ngoài vấn đề về vệ sinh răng miệng này hay là việc tắm gội cho các bé như thế nào thì cũng có một vấn đề mà trẻ nhỏ thường gặp phải, đó chính là sốt ạ. Vâng. Vậy theo bác sĩ là chúng ta nên điều trị hạ sốt cho bé bằng cách nào là đúng cách? Vâng. Tất cả những trẻ sốt thì chúng ta lên khám bác sĩ để tìm nguyên nhân thì phải mới điều trị được tận gốc. Tuy nhiên trẻ sẽ sốt từ nhà và chúng ta phải đưa đến bệnh viện. Thì vậy trên quá trình đi thì chúng ta cần phải hạ sốt. Cái thứ hai, kể cả đến bệnh viện rồi bác sĩ khám kê đơn thuốc, thấy tình trạng đứa trẻ ổn định có thể về nhà, thì về nhà đứa trẻ cũng lại có thể bị sốt và chúng ta cần phải hạ sốt. Thì hiện nay hạ sốt có 4 bậc. Tất cả bậc 1 hay còn gọi là sốt nhẹ từ 38 độ 5 trở xuống thì hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý. Sốt vừa từ 38 độ 5 cho đến 39 độ 5 thì chúng ta có thể sử dụng đến hóa học cộng với vật lý. Từ 39 độ 5 cho đến 40 độ 5 thì là sốt cao. Sốt cao thì chúng ta sử dụng hóa học, vật lý cộng thậm chí có thể thêm truyền dịch để hạ nhiệt, cung cấp nước. Và đến bậc 4, tức là trên 40 độ 5 trở lên thì đứa trẻ có thể sốt cao. Thì chúng ta phải sử dụng đến thêm truyền dịch rồi, nhưng còn phải an thần. Thì trong các 4 bậc đấy thì chủ yếu là bậc 1 và bậc 2. Và bậc 1 tức là dưới 38 độ 5 là nhiều thì gia đình có thể sử dụng được. Thì những phương pháp mà chúng ta có thể dùng vật lý là như nào, tức là truyền nhiệt từ nơi này đến nơi khác là đấy. Và cái thứ hai là bốc hơi. Bốc hơi thì sẽ mang hơi nhiệt. Thế vậy ta có thể sử dụng những khăn mát để truyền nhiệt bằng cái phương pháp đấy, lau đi, lấy nhiệt đi vào và bốc hơi. Thì đa số phương pháp này có hiệu quả và có thể đến 70-80% đứa trẻ cũng chỉ sốt bậc 1 như này và ta sử dụng là thành công. Vâng ạ, và nói tới phương pháp là truyền nhiệt bằng phương pháp điều trị vật lý, đó chính là sử dụng khăn mát. Thì hiện nay trên thị trường cũng có những loại khăn như là chỉ dán cố định một chỗ thôi. Thế nhưng mà với Dr. Papi thì sẽ có những cái khăn ướt có thể vừa xoa toàn thân và cũng như sau đó là mình sẽ để nguyên một chỗ vị trí cố định. Thì có phải là với phương pháp đó nó sẽ nhanh hạ sốt hơn so với phương pháp bình thường đúng không ạ? Đã gọi là vật lý thì nguyên tắc quy bắt buộc diện tích tiếp xúc và truyền nhiệt càng lớn thì trao đổi nhiệt càng nhanh. Thế thì nếu chỉ dán một chỗ, anh dán một chỗ thì anh sẽ được hạ nhiệt ở trên một chỗ. Nếu dán ba chỗ thì được ba chỗ, dán năm chỗ được năm chỗ. Thế còn nếu ta lau thì một diện tích lớn thì nó được sẽ tiếp xúc ra. Thì đấy là cái ưu điểm của cái, nếu khăn ướt ta lau hết toàn thân thì cái diện sẽ diện tích lớn. Diện tích lớn thì sẽ hạ nhiệt nhanh. Đấy là cái nguyên tắc của nó như vậy. Và Thanh Tâm cũng đang thấy rằng là với sản phẩm khăn hạ sốt của Dr. Papi thì có hai loại, một loại là không cộng và một loại như các bác sĩ thấy ở đây là 3M không cộng. Sự khác nhau cơ bản đó chính là về thành phần. Ở đây thành phần là tinh dầu tía tô, còn bên kia là tinh dầu bạc hà. Vậy thì nó có khác biệt gì ạ? Đây nói là cái nguyên tắc là hạ sốt bằng phương pháp vật lý là an toàn nhất và rất là hiệu quả. Thế thì làm cách nào để cho tiếp xúc được nhiều diện tích? Và cái thứ hai nữa là cơ thể chúng ta là một cơ thể sống. Ở ngay phía dưới thì nó là mạch máu luân chuyển, mà mạch máu đến đâu thì sẽ mang nhiệt đến đấy. Như vậy là ngoài cái vấn đề để cho thúc đẩy cái tinh dầu bạc ra thì người ta sẽ có thúc đẩy về cái vấn đề bay hơi. Vì chúng ta thấy rằng là tinh dầu rất bay hơi rất nhanh, bôi cái là nó biết ngay, đúng không ạ? Nên bôi. Cái thứ hai, tinh dầu thì nó lại còn làm cho một cái cơ chế nó giảm nhiệt. Đấy là nó làm cho giãn mạch tới nơi. Giãn mạch tới nơi thì làm cho nhiệt độ của cơ thể từ bên trong mang tới đến nơi. Và vừa bốc hơi vừa giãn mạch. Đấy là một cơ chế giãn mạch. Thế vậy là làm cho nó mang đi. Trong dân gian cũng có thể dùng một số cái loại lá. Ví dụ như là cỏ nhọ hồi này. Thế hoặc là tía tô này. Thế hoặc đôi khi những cái tinh dầu, tức là cái lá thơm đấy, ý là chính là hiện tượng để cho làm giãn mạch đấy. Thì đấy thì đây người ta chiết xuất ra, người ta cho vào cái khăn thôi chứ không là. Và mục đích của tinh dầu là vừa là bốc hơi vừa là. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Trác, và thông tin vừa rồi của bác sĩ cũng chính là những hành trang rất là quan trọng đối với các bà mẹ đang có con em của mình trong giai đoạn đầu đời của sự phát triển.
Thưa quý vị, tới đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cũng xin chúc cho nhãn hàng Dr. Poppy sẽ trở thành một người bạn đồng hành cùng với mẹ và bé.